Tại Nhật Bản, nhiều địa phương đang ghi nhận nắng nóng kỷ lục. Tại 39 điểm quan sát bao gồm cả thành phố Shizuoka ở miền Trung Nhật Bản, nhiệt độ tăng cao bất thường với mức ngang bằng hoặc là cao hơn mức kỷ lục cho bất kỳ tháng 9 nào kể từ khi có dữ liệu thống kê. Riêng tại thành phố Shizuoka, nhiệt độ tăng vọt lên mức nguy hiểm là 39,2 độ C trong ngày 20 tháng 9. Cơ quan thời tiết Nhật Bản cho biết hiện tượng nắng nóng như vậy là do các khu vực này đang chịu ảnh hưởng của các khối khí áp cao. Cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt đã được ban hành đối với người dân các tỉnh Chiba, Kumamoto và Kagoshima.